Dạ Hiếu Phan Vlog mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2023 thì Hiếu lại tiếp tục cập nhật những thông tin uh, rất là có bổ ích, rất là có giá trị và có lợi cho thiền am ở đây Cũng như là chia sẻ một bài bình luận của chị Bích Vân Cái bài bình luận này cũng khá là lâu rồi Nhưng mà hôm nay thì Hiếu lướt trên trang Facebook của thầy Hoàng Nguyên Thì uh, Hiếu thấy thầy chia sẻ cái bài bình luận của chị rất là hay À, phản pháo lại những thành phần tổ chức cá nhân từ bảy lâu nay mà cho rằng là thiền a bên bờ vũ trụ tu theo đạo phật mà tại sao là mừng sinh nhật của chúa rồi cho rằng thiền a bên bờ vũ trụ là tà đạo và cho rằng thiền a bên bờ của trụ là à, một cái động luận lưng như thế này thế nọ thì đọc cái bài phản biện của chị cũng như là tường thực lại những gì mà thầy ông nội nói á à, rất là hay rất là thấm đáng phải suy ngẫm ở đây thưa vị đó thì trước khi vào nội dung chi tiết Uh, hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình uh, năm mới có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc cũng như là cuộc sống ạ. À. thì đến với một cái thông tin vui thứ nhất cho những cán bộ mà dám nghĩ dám làm á thì uh, mới đây thôi thì báo chí cũng có đăng tải một cái bài báo với cái tiêu đề là bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm uh, thể chế hóa bằng nghị định là cần thiết thì việc thể chế hóa kết luận của Bộ Chính trị trong bối cảnh hiện nay sẽ tạo niềm tin vững chắc cho đội ngũ cán bộ công chức dấn thân tiên phong để tạo nên những đột phá. Tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 1 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Di Thăng cho biết, nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá về lợi ích chung sẽ được xây dựng theo trình tự rút gọn. Bộ Nội vụ sẽ cố gắng Bộ Nội vụ sẽ cố gắng trình chính phủ trong quý 2 năm 2023. Thì chúng ta thấy ở đây á về cái thể chế uh, hóa bằng nghị định mới này á rất là cần thiết để mà bảo vệ những cái cán bộ mà dám nghĩ dám làm ở đây thưa vị. Đây là những cái cán bộ mà liên minh chính trực không có tiêu cực không có tham nhũng và không có tiếp tay cho những thành phần tổ chức cá nhân mà có quyền lực để mà gây ra những cái vụ án quan sai thưa quý vị không biết là ở địa phương nơi thiền a minh bầu vũ trụ đang lưu trú thì có những cán bộ này hay không chắc có lẽ là vì khán giả cũng đã có câu trả lời ở đây đúng không ạ à? thì cũng chúc mừng cho những cán bộ mà dám nghĩ dám làm ở đây đúng không quý vị bởi vì chúng ta không có gom đũa cả nắm ở đâu cũng vậy, địa phương, tỉnh, thành nào cũng vậy đất nước nào cũng vậy thì cũng có cán bộ này, cán bộ khác có cán bộ tốt, có cán bộ xấu cho nên là chúng ta không có uh, quy trụp ở đây thú vị và cũng không có gom đũa cả nắm. À, chẳng hạn như ở Thiền Am đi thì chúng ta biết rồi, nơi địa phương Thiền Am Minh vũ trụ đang lưu trú á, thì cũng có rất là nhiều cán bộ tốt, họ cũng muốn tham gia vào để mà binh vực ủng hộ Thiền Am, minh quang cho Thiền Am nhưng mà họ lại sợ là có những cán bộ khác, có những cấp cao hơn, có những người mà cán bộ mà tiêu cực tham nhũng ở đây á chù dập họ cho nên là họ không có dám lên tiếng thế mới nên là Thiền Am anh Bộ trụ mới bị quan ức và bị vướng vào vòng lao lý đi tù. Đúng không quý? Vị? Thì chúng ta cũng chúc mừng cái thể chế uh, hóa bằng cái nghị định mới này để bảo vệ những cái cán bộ dám nghĩ dám làm đó. đó và cũng hy vọng rằng những cán bộ tốt á, thì cũng lên tiếng để mà minh quan cho Thiền Am ở đây. Đúng không ạ? À? đó thì chúng ta cũng hy vọng là như vậy và với cái thể chế với cái nghị định mới này thưa vị thì cũng xin chúc mừng cho những cái cán bộ dám nghĩ dám làm à, và cũng xin báo cáo với vị khán giả đó theo thông tin mà hiếu cập nhật được hàng ngày trên báo chí đó thì bác tổng bí thư nguyễn phú trọng đó, bác cũng luôn luôn là phát biểu và có những cái bài của mình rất là hay rất là quyết liệt là bác cho rằng là chống tham nhũng đến cùng thưa quý vị có nghĩa là những thành phần tổ chức cán bộ nào đó mà có ý định tham nhũng tiêu cực á, mà gây ra những cái vụ án quan sai á, thì bác xử lý triệt để ở đây thưa quý vị và lò của bác á, thì đang cháy hàng ngày và cháy rất là dữ dội thì chúng ta cũng ủng hộ bác nguyễn phú trọng để làm cái điều đó và cũng mong rằng là bác hãy xem xét về cái vụ án của thiền am ở đây để mà có cái hướng xử lý triệt để đối với những cán bộ nào mà đã cấu kết vu khống bịa đặt để mà hãm hại thiền am bước bước vào vòng lao lý và bị ở tù quan ức với 6 con người mà nhận mức án là 23 năm 6 tháng tù như vậy đặc biệt là đối với cụ Lê Tùng Vân tức là thầy ông nội đã ngoài 90 tuổi rồi mà nhận một cái mức án cao nhất là 5 năm tù thưa vị thì không thể nào mà chấp nhận được đúng không ạ à? đó thì chúng ta cũng ủng hộ cái lò của bác Nguyễn Phú Trọng đó ủng hộ cái việc làm của bác đó là bác uh, quyết tâm là phải đưa những thành phần tổ chức mà tiêu cực những cán bộ mà tham nhũng đó uh, xử lý triệt để để làm cho trong sạch đất nước đúng không quý vị? Đó, thì chúng ta cũng ủng hộ bác nhiệt tình nhé. Uh, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe hiểu chia sẻ. Thì quý vị nhận xét như thế nào về cái nội dung đầu tiên? thì uh, cũng rất mong là vị khán giả để lại bình luận uh. và đến với cái nội dung thứ hai nội dung này uh, rất là hay mà chị Bích Vân Lê À, đã viết và thầy đã chia sẻ lại vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 thưa vị à, thì lúc đó thì A mình vào vũ trụ uh, rất là hạnh phúc gia đình rất là vui vẻ sum họp với nhau uh, chưa có ai mà vướng vào vòng lo lý cả đúng không? À? thì thời gian đó là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất uh, kể từ ngày uh, 4 tháng 1 thì các thầy cô mới bắt đầu gặp sóng gió gặp bão to gió lớn và cuối cùng thì sáu thành viên phải bước vào ở vòng lao lý đúng không ạ à? thì cái bài viết của chị bích vân này uh, hiếu thấy là hay cho nên là hiếu mới chia sẻ đến cho vị khán giả được biết thì nguyên văn cái bài viết này như sau hiếu chia sẻ để cho vị khán giả nhận định uh, và góp ý nhé thì chị bích vân nói như thế này cái tiêu đề là thầy lê tùng vân mừng chúa giáng sinh có tà đạo không đây là câu hỏi thưa vị uh, vào uh, nội dung như thế này À, đi một vòng trên mạng tôi thấy một số người dùng nhiều tà ngữ mắng chửi gia đình Thiền A Minh bờ vũ trụ vì họ mừng sinh nhật Chúa Giêsu. Những người này nói tu kiểu gì kỳ vậy? Theo đạo Phật mà mừng sinh nhật Chúa à? Tà đạo, tụi giả sư này bôi bác đạo Phật, đạo đời lẫn lộn lố lăng, một lũ loạn luân à, không giống ai. Sư mà thích à, cha đạo là sao? ăn cơm nhà Phật mà lại thích đạo chúa bó tai vân vân thì chúng ta ở đây cũng bó tay với những thành phần tổ chức cá nhân mà uh, suy diễn ra cũng như là nói ra những cái điều này thưa vị. Bởi vì Thiền An Minh Vũ trụ thì chúng ta biết là họ tu tại gia, tu tại gia thì họ đâu có theo giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là theo bất cứ một cái đạo nào đâu, họ thích tu theo đạo Phật thì họ tu, họ thích ăn mừng uh, sinh nhật Chúa Giêsu hay là Noel vân vân thì đó là quyền của họ chứ chúng ta đâu có thể nào mà ép họ là phải theo luật của đạo phái này hay là luật theo đạo phái kia đâu đúng không ạ à? đó thì ở đây là quyền tự do của họ à, nhưng mà ở đây á thì có những người mà ganh năng tức ở thì cho rằng thiền am là tà đạo đó, tu theo đạo phật mà tại sao lại đi mừng sinh nhật của chúa ăn giáng sinh v vân. đó thì đây là những cái não ngắn thưa vị à, những cái tư duy mà nó lệch lạc à, thật sự à, rất là cổ đại ở đây đúng không ạ à? nó không có được à, phát triển theo à, à, cái công nghệ hiện đại quá phát triển đất nước và trí trệ của con người ở đây đây là những cái thành phần tổ chức cá nhân chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng biết là à, não ngắn à, luôn luôn là tham sân si ở đây đúng không quý vị và chỉ biết tiếp như thế này à, tôi không gõ những người này theo phái vô thần hay là họ à, hay họ là đạo phật à, nhưng nếu mang danh là phật tử mà dùng tà ngữ để mạt sát nhau như thế thì đúng là chúng ta đang sống trong thời mạt pháp dù ai có nói gì và hành xử ra sao thì Thiền Am vẫn mãi là Thiền Am. Họ không theo giáo hội Phật giáo Việt Nam nên không phải theo lực chuyên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ theo Phật nên họ nên họ theo con đường giác ngộ của Phật và mãi cho đến nay ai cũng thấy họ vẫn luôn vững vàng trong niềm tin và mạnh mẽ trong tình thương giáng sinh năm ngoái thầy ông nội nói sự kiện một vị cứu tinh đi vào lòng đời để cứu nhân độ thế là một điều quá tốt đẹp quá thanh cao chúng ta nên mừng sinh nhật chúa và phật như một sự biết ơn về tình yêu vĩ đại của họ thầy cũng nhấn mạnh rằng tuy theo đạo phật nhưng thầy tuyệt đối tôn trọng các tôn giáo khác thầy đưa ví dụ như sau khi so sánh các tôn giáo khác nhau bằng tú tài ở Việt Nam hay ở Pháp thì cũng là bằng tú tài mình không thể nói bằng tú tài ở Pháp có giá trị còn bằng tú tài Việt Nam không có giá trị thật vậy tôn giáo nào dẫn đến chân thiện mỹ cũng đều đẹp và đáng trân trọng hết điều này thì tiến sĩ Phật học của chúng ta làm sao hiểu nổi ở đây có cái câu là tiến sĩ phật học làm sao hiểu nổi những gì mà thầy ông nội nói đúng không ạ à? thì quý vị khán giả nghĩ ngay đến cái ông thầy thích sân si rồi đúng không quý vị à, và cái bài viết viết tiếp như thế này giáng sinh năm nay cụ lê tùng vân nói tại sao mình tôn vinh mary q dùng tên của bà để đặt tên cho đường cho nhà thờ vân vân trong khi đó chúa Giêsu đã chết một cách đau khổ vì nhân loại mà mình lại không thương không tôn vinh Chúa. À, cụ còn nói thêm, hãy bắt chước Chúa đi, hãy sống như Chúa đi, hãy yêu thương nhân loại như Chúa đi, hãy học hỏi những điều Chúa đã làm cho nhân loại đi. Cảm ơn những lời chỉ dạy của thầy ông nội, đây mới là chánh đạo. Đó thì với cái cách tu của thầy với cái tình yêu thương bao la, biết ơn những vị mà đã Uhm, à, cống hiến những điều tốt đẹp chân thiện mỹ như là Chúa hay là Phật á thì thầy nói rất là hay ở đây đúng không quý vị đó là bài viết của chị Bích Vân cái bài này dài lắm thưa quý vị khán giả thì Hiếu chỉ chích một đoạn để đọc cho quý vị khán giả nghe như vậy thôi và xin tóm tắt lại một điều như thế này là thiền an minh bầu vũ trụ họ tu tại gia cho nên là họ muốn theo đạo nào họ theo, họ muốn ủng hộ đạo nào là họ ủng hộ, họ muốn ăn mừng sinh nhật Chúa thì họ ăn mừng sinh nhật hay là uh, lễ giáng sinh vân vân uh, hay là theo chúc mừng uh, uh, ngài Phật Đảng vân vân cái quyền đó là quyền tự do của thiền a mình vũ trụ và những cái gì mà thầy ông nội nói tất cả đều là đúng đều rất là hay ở đây đúng không vị khán giả ý của cái bài viết này là như vậy đó còn những thành phần tổ chức mà ganh năng tức ở từ bảy lâu nay cho rằng thiền âm bổ trụ là tà đạo như thế này thế nọ đó thì họ nên suy nghĩ lại bởi vì cái tư duy của họ không có đi kia theo kịp thời đại cho nên là họ mới có những cái tiêu cực À, luôn luôn suy nghĩ bụng ta ra bụng người thưa quý vị đó là như vậy á quý vị khán giả nhận định như thế nào về cái phần chia sẻ của chị bích vân à, cũng như là cái phần mà hiếu nói về cái việc mà à, cái thể chế mới cái nghị định mới để mà bảo vệ những cái cán bộ mà dám dám nói dám nghĩ dám làm á thưa quý vị thưa quý vị nhận xét à Đó, thì rất mong là vị khán giả để lại một bình luận khi xem một like tặng cho hiếu cũng như là một đăng ký kênh để cho kênh của hiếu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn hiếu sẽ tiếp tục cập nhật và yêu thương thiền am có những thông tin gì mới thì hiếu sẽ gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết và cũng mong rằng là vị khán giả cùng với hiếu cầu trời khổng phật phù hộ cho thiền a minh bộ trụ à, đừng có gặp thêm cái sóng gió nào cả và hy vọng rằng trong năm nay sẽ có một cái phép màu nào đó để mà minh quan cho các thầy cô được trả tự do trở về sum hợp với gia đình của mình và chúc cho thầy ông nội sống lâu sống khỏe hơn nữa xin cảm ơn quý vị ạ à. và một lần nữa cuối video hiếu cũng xin mến chúc tất cả quý vị khán giả xem video của hiếu có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa cũng như là À, công việc cuộc sống à, à video khá dài thì hiếu xin được tạm dừng ở đây à, hôm nay không được khỏe lắm chia sẻ tới đây thôi thưa vị à, còn có gì mới thì hiếu sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết nhé xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à còn bây giờ hiếu xin kính chào tạm biệt